đây mình sẽ làm cho các bạn. Đây là bài đầu tiên, đây mình sẽ nói lại rất là chậm nhá. Đầu ta xem. Cụ thể có những cái chi phí nào các bạn sẽ liệt kê ra như mình đã nói đúng không? Đây. Khấu hao sản cố định ô tô 7 chỗ ngồi. Rồi. Khấu hao sản cố định ô tô 7 chỗ, dòng xem. Thứ nhất là gì? Khấu hao tài sản cố định, đúng không? Khấu hao tài sản cố định. Ta liệt kê hết ra. Là ô tô 7 chỗ. Đúng không? Ok. Ta xem được trừ bao nhiêu và không được trừ bao nhiêu thì ta tính ra nhá. Đấy là người ta khấu hao tính ra bao nhiêu đây? Nguyên giá 2,4 tỷ đồng. Đấy, doanh nghiệp đăng ký chiết khấu hao theo pháp đứng thẳng trong thời gian 8 năm và giá trị là 300. Đấy, tức là người ta là gì? Người ta lấy 2,4 chia với 8 đấy đúng không? Đấy, tức là người ta lấy nha. Người ta lấy là 2.400 chia 8 đấy. Đúng không? Thế phải ra 300 không? Tuy nhiên các bạn còn nhớ không? Đây là gì? Mình đã nói rồi. Đấy là trong cái phần này ấy, thì các bạn phải chú ý đúng không? Đây. Chú ý ở cái bảng được trừ không được trừ đây. Các bạn thấy. Cái thứ nhất mình đã nói đấy là gì? Với khấu hao sản cố định được trừ khi dùng sản xuất kinh doanh thuộc sở hữu doanh nghiệp. Với ô tô dưới 9 chỗ thì được trừ tối đa 1,6 tỷ. Đúng không? Tức là nguyên giá sẽ là 1,6 tỷ thôi. Các bạn thấy ở đây là gì? Người ta tính trên nguyên giá 2,4 tỷ. Cho nên làm sao? Cho nên nó mới là 300. Nhưng mà chúng ta phải tính trên nguyên giá là 1,6 tỷ. Bạn nhớ không? Em mình đã nói rồi. Chúng ta phải tính trên 1,6 tỷ thì chúng ta được trừ. Mình đã nói trong phần lý thuyết này. Được trừ tối đa 1,6 tỷ thôi. Vì ô tô này ô tô bao nhiêu chỗ? Ô tô này là ô tô 7 chỗ. Thì dưới 9 chỗ chưa? 9 chỗ rồi. Đúng không? Đấy, tức là chúng ta ở đây chúng ta phải lấy là gì? 1,6. Tức là 1.600 đấy. Chia cho 8 năm. Chia 8 ấy để ra số. Đúng không? Chứ không phải là 2.400 chia cho 8. Ở đây người ta tính là 2.400 chia cho 8 là 300. Nhưng mà ta phải nhớ đúng không? Chúng ta phải lấy 1.600 chia 8. Vậy mình sẽ chia xem bằng bao nhiêu nhá. 1.600 chia 8. Đấy bằng cho chúng ta là 200. Được chưa? Tóm lại đây là được trừ là gì? Được trừ chỉ là 200 thôi. Được chưa? Còn lại sẽ là không được trừ. Ok chưa nào? Thì người ta liệt kê đây bao nhiêu? Người ta kê khai đây là 300. Vậy được trừ 200 thì không được trừ sẽ là 100. Đúng không? Vậy nhá, tổng là 300 mà. Các bạn hiểu này chưa? Đấy, các bạn phải rất chú ý nhá với khấu hao này. Thì với ô tô dưới 9 chỗ được trừ tối đa 1,6 tỷ thôi. Tức là người ta hiểu là nguyên giá là 1,6 tỷ thôi ấy. Đúng không? Tức là tổng cái khấu hao nó chỉ là 1,6 tỷ thôi. Đấy, chứ không phải là người ta lấy ở đây là gì? Được lấy đây là đang lấy 2,4 tỷ. Đúng chưa? Đấy thì không thể khấu trừ hết ngày được. Mà nó chỉ được khấu trừ 1,6 tỷ thôi. Tối đa 1,6 tỷ. Các bạn nhớ như thế nhá. Đấy, cứ nhớ nếu mà khấu hao sản cố định là ô tô dưới 9 chỗ thì các bạn phải lấy là gì? Lấy cái 1,6 tỷ để chia số 5 chứ không phải lấy cái nguyên giá người ta chia số 5, được không? Ok. Rồi, thì đấy chính là khấu hao tài sản cố định là ô tô 7 chỗ xong nhá, đẹp xong cái đầu tiên. Cái thứ hai là gì? Chi xây trạm y tế cho công nhân. Rồi ok. Thứ hai, đây là chi xây trạm y tế cho công nhân nhá. Chi xây trạm y tế. Trạm y tế cho công nhân đúng không? Theo xem là gì? Nếu mà chi xây trạm y tế thì các bạn nhớ nó sẽ là không được trừ, đúng không? Đây, nếu mà không được trừ chúng ta ghi hết bên này, còn bên này không có gì thì chúng ta ghi là không, đúng không? Thì ta xem đây là không được trừ là bao nhiêu. Thì không được trừ đấy, nó sẽ là 100, đúng không? 100 nhá. Thì bên này là 100. Đấy, cái việc xác định được trừ và không được trừ, đấy nó các bạn xác định đúng thì mới đúng được, đúng không? Thì mình đã nói ở đấy rồi đấy. Nãy mình có nói đến cái phần nào là chi xây dựng trạm y tế cho công nhân không? Không, đúng không? Chỉ có chi gì? Chỉ có chi xây nhà tình nghĩa cho người nghèo thì được thôi, đúng không? Có chi xây trạm y tế thì làm gì được đâu. Được chưa? Ok nhá. Nói vậy đây chúng ta sẽ một cái không được trừ. Tiếp theo này mình sẽ liệt kê tiếp về chi phí nữa này. Rồi xong cái này rồi này. Xong cái này rồi, xong cái này rồi. Đó và tiếp theo mình sẽ đến cái gì? Tiền lương đã trả theo hợp đồng lao động. Ok. Đấy chúng ta xem nhá. Tiếp theo là tiền lương. Tiền lương. Đúng không? Tiền lương đã trả. Chúng ta xem cái tiền lương đã trả này sẽ được trừ bao nhiêu, không được trừ bao nhiêu. Chưa nào? Ta cùng xem. Đây, bạn thấy. Tiền lương trả theo hợp đồng lao động là 2.000. Nhưng mà trong đó là gì? 400 là tiền lương trả cho thành viên hội đồng quản trị không tham gia trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Chúng ta xem nhá. Đây. Bạn thấy chỗ này đúng không? Đây mình đã nói là gì? Tiền lương, tiền công và phụ cấp cho người lao động. Đúng không? Đấy, đây là trang phục này, rồi các khoản trích cho lương này. Và mình đã có các bạn ghi chú ý rồi. Đấy là gì? Lương của thành viên hội đồng quản trị sẽ là không được trừ. Đúng không? Tức là người ta bảo là gì? Trong cái tổng lương này là 2.000. Trong đó là có 400 là tiền lương trả cho thành viên hội đồng quản trị và không tham gia trực tiếp điều hành, tức là không được trừ 400 đấy, đúng không? Và đấy các bạn thấy là gì? Trong 2.000 mà không được trừ là 400 rồi, vì đây là tiền lương trả cho thành viên hội đồng quản trị. Mà mình đã nói là gì? Tiền lương trả cho thành viên hội đồng quản trị sẽ là không được trừ, đúng không? Vậy thì gì? Có 400 là không được trừ, vậy thì 1.600 sẽ được trừ, đúng không? Ok. 1.600
và 400 đúng không? Ok nhá, mỗi vậy thôi. Trên nào? Đó, các bạn xác định rất là dễ thôi, mình đã nói rồi đúng không nào? Đấy, mình cũng là các bạn xác định như cái word đấy mình ghi đúng không? Chú ý cho các bạn rất là nhiều ở đây rồi. Được chưa? Tiếp theo này. Các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn chi tiêu đúng quy định. Chi tiêu đúng quy định tức là gì? Tức là trích 23,5% đấy đúng không? Ok. Bạn sẽ ghi thêm nhá. Các khoản trích đúng không? Mình có thể ghi đây là các khoản trích cũng được. Các khoản trích theo lương. Thế nào? Còn trích cho lương thì bạn nhớ không? Đấy là gì? 23,5% đúng không? Chúng ta lấy 23,5% nhân cái lương này. Chưa nào? Chúng ta thử lấy nhá. 23,5% nhân 1.600 đúng không? Nó ra chúng ta là bao nhiêu? Nhân 1.600 nó ra chúng ta là 376. Được chưa? Vậy đây được trừ là 376 đúng không? Còn đây là không có gì rồi đúng không? Ok. Đấy, nó chỉ được trừ này, theo cái phần là lương thực tế chẳng người lao động thôi. Được chưa? Xong nhá. Đấy, đấy là đến các khoản trích theo lương rồi. Chưa? Mình đang ghi xong mấy cái nhiệm vụ này rồi nhá. Tiếp theo ta xác định tiếp này. Ở đây ta xác định tiếp. Đấy là tiền thưởng theo năng suất lao động ở tầng này. Thì bình thường nhá, các khoản tiền lương tiền thưởng sẽ được trừ. Tuy nhiên đấy mình đã nói rồi đúng không? Các bạn phải nhìn ở đâu? Nhìn ở phần biết rằng ấy, đúng không? Cứ thiếu cái gì sẽ là không được trừ luôn. Các bạn thấy ở cuối này người ta cho gì? Khoản tiền thưởng theo năng suất lao động không được ghi cụ thể, cứ không được ghi cụ thể hay không được gì đấy nó sẽ là không được trừ, đúng không? Vậy đấy các bạn thấy là gì? Cái khoản này sẽ là không được trừ nhá, tiền thưởng theo năng suất lao động sẽ là không được trừ, được không? Ok. Thưởng theo năng suất lao động. Bạch từ tiếp tiếp theo này. Thưởng theo năng suất lao động đúng không? Năng suất lao động thì sẽ là không được trừ hết luôn. Đúng không? Không được trừ sẽ là 50 đúng không? Và được trừ là không. Mình tưởng có 50 đâu mà. Đúng chưa? Thì đây mình đã nói rồi. Đây là gì? Nó sẽ là không được trừ, tức là bình thường nó là được trừ. Tuy nhiên chúng ta nhìn phần biết rằng ấy, nếu người ta bảo thiếu cái gì hay là không đủ cái gì sẽ là không được trừ. Và phần biết rằng này người ta cho là gì? Khoản tiền thưởng này không được ghi cụ thể, đúng không? Thì không ghi cụ thể sẽ là không được trừ thôi, đúng không? Cuối cùng là gì? Thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng, đúng không? Thì mình đã nói rồi đúng không? Các khoản thuế đây. Các khoản thuế nhá, mình đã nói ở cái phần 7 đây, các khoản thuế không được trừ với gì? Không được trừ với thuế VAT theo mức khấu trừ và thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân. Ở đây người ta nói là gì? Thuế nhập cá nhân này, thuế giá trị gia tăng trong mức khấu trừ này, thì hai cái này chắc chắn là không được trừ, đúng không? Thì mình đã nói rồi đấy, nhưng khoản này không được trừ nhá, nói trong Word rồi, rõ chưa? Rõ rồi đúng không? Ok. Vậy đây sẽ là gì? Thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng đều không được trừ đúng không? Chị ghi vào nhá. Rồi, đây mình sẽ kẻ cái bảng dài thêm tí nữa. Đó, và như mình đã nói đúng không? Đấy à, các bạn ghi cái cột đầu tiên to ra, chúng ta cố gắng là ghi một nghiệp vụ trong một cái dòng đấy thì nó dễ nhìn hơn đúng không? Tiếp theo này, thuế thu nhập cá nhân đúng không? Và thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân và gì? Và thuế giá trị gia tăng theo mức khấu trừ đúng không? Giá trị gia tăng. Đấy, chúng ta xem bao nhiêu nhá. Thu nhập cá nhân đây là bao nhiêu? Như bạn thấy này. Thuế thu nhập cá nhân đấy là 150, giá trị gia tăng là 250, đều là không được trừ đúng không? 150 và 250, ok. 150 và 250, chưa? Đấy, thì hai bên này sẽ không thôi đúng không? Và hết chưa? Hình như là hết rồi đấy, chúng ta cùng xem này. Rồi hết rồi đúng không? Các khoản còn lại được xác định khi xác nhập là thu nhập chịu thuế, ok. Vậy thì thôi đúng không? Hết rồi. Vậy chúng ta tính tổng nhá, như mình đã nói rồi. Thế sau khi chúng ta kể trong cái bảng này thì bước tiếp theo là gì? Em mình sẽ xem này. Bước tiếp theo đấy là tổng đúng không? Và chúng ta tính cái tổng không được trừ ấy. Chưa nào? Đây mình sẽ tính tổng nhá. Tổng tổng đây là tổng không được trừ, chúng ta xem là không được trừ là bao nhiêu đúng không? Mình sẽ bấm máy này. Tổng không được trừ chúng ta lấy này, 100 cộng 100 cộng 400. Đây là không đúng không? Không thì không cộng nữa. Cộng 50. Cộng 150 và cộng 250, ok. Cộng 250 xong. Bằng bao nhiêu thì bằng 1050, ok chưa nào? 1050. Đó. Đấy bây giờ này chúng ta xác định xong này. Đấy là cái tổng không được trừ rồi. Thì bây giờ chúng ta xác định ra cái chi phí được trừ đúng không? Ok. Chi phí được trừ sẽ bằng là tổng chi phí trừ đi phần không được trừ. Đây mình suy ra nhá. Đây cái phần là gì? Chi phí được trừ nó sẽ bằng cái gì? Đúng không? Chi phí được trừ đây nó sẽ bằng là tổng chi phí mình đã xác định lúc đầu rồi, 24.000. Ok. 24.000 trừ đi cái phần gì? Trừ đi phần là không được trừ đúng không? Là 1050. Đấy, đoạn trừ ra thôi, đúng không? Lấy. Đây, lấy 24.000 trừ kết quả của tao vừa tính nhé. Đấy, bằng là 22950. Được chưa? Xong nhá. 22950. Đấy, vậy chúng ta xong cái bước 2 rồi. Được chưa?
Đấy, cái bước 2 là cái bước khó nhất. Đấy, và là cái bước dễ nhầm nhất, đúng không? Nếu bạn chỉ cần nhầm một cái đây thôi. Ví dụ đây các bạn ghi là thưởng tháng sau lao động các bạn vẫn cho được trừ chẳng hạn, thì là sai cả cái đoạn từ dưới luôn, đúng không? Từ đây xuống dưới là sai hết luôn. Được chưa? Đấy, bạn chú ý, rất là chú ý kỹ như vậy. Và phải nhìn ở phần viết rằng. Đấy, và nhìn trong bài rất là rõ nhá. Ok không? Rồi. Và đây chúng ta xong bước 2 rồi. Tiếp theo chúng ta đến bước 3 này. Bước 3 mình sẽ lấy một khác mình nói đi. Các xem nhá. Bước 3 là gì? Tính ra thu nhập khác và đấy sẽ nói đúng không? Ok, chúng ta xem là bước 3 ở đây thu nhập khác là bao nhiêu. Thu nhập khác này. Xem đề nói là bao nhiêu nhá. Để bước 3. Thu nhập khác. Ta cùng xem. Ở đây ta nói rồi đấy. Thu nhập khác. Đây. Thu nhập từ hoạt động liên doanh trong nước. Đây là khoản thu nhập được chia thu nhập trước khi nộp thuế. Ok. Và đây đúng không? Nó có những khoản thu nhập nào? Có hai khoản thu nhập khác đúng không? Thứ nhất là thu nhập từ hoạt động liên doanh trong nước là một này. Thứ hai là thu nhập từ nhượng bán một dây chuyền sản xuất là hai này, đúng không? Thì nó cứ nói cái gì là thu nhập khác thì đấy chính là thu nhập khác rồi. Đây cần tính thôi. Thứ nhất là gì? Thu nhập từ hoạt động liên doanh là 200. Ok, ta ghi vào thôi đúng không? Tổng cộng đầu tiên này là thu nhập từ hoạt động liên doanh. Từ hoạt động liên doanh. Đúng không? Người ta bảo là bao nhiêu? Là 200 đúng chưa nào? 200 nhá. Tiếp theo là gì? Còn thu thứ hai là gì? Ta cùng xem này. Còn thu thứ hai, đấy là thu nhập từ nhượng bán một dây chuyền sản xuất với giá 300. Ok. Đấy. Và giá trị còn lại của dây chuyền là 20, chi phí nhượng bán là 2. Thì các bạn phải nhớ nhá. Cái việc thu nhập từ nhượng bán ấy, chúng ta lấy là gì? Số tiền thu được. Tiền thu được đúng không? Thu nhập của nó sẽ là tiền thu được. Nó phải trừ đi cái gì? Trừ đi cái phần là gì? Giá trị còn lại. Còn lại. Và trừ đi cái chi phí nữa đúng không? Chi phí nhượng bán. Ở đây chúng ta thấy, chúng ta lấy là 300 trừ đi 20 và trừ đi 2. Nhớ như vậy nhá. Rồi. Đây là thu nhập từ nhượng bán một dây chuyền. Thu nhập từ nhượng bán đúng không? Từ nhượng bán. Đấy mình đã nói rồi. Các bạn phải lấy cái gì? Nó sẽ bằng này. Chúng ta phải lấy là 300. 300 là tiền thu được này. Trừ đi cái phần giá trị còn lại là 20 đúng không? Và trừ đi cái chi phí để bán được là 2. Vậy chúng ta sẽ bằng bao nhiêu? 300 trừ 20 trừ 2 nó sẽ còn là 278. Đúng không? 278. Đấy. Thì bước tiếp theo là gì như mình đã nói. Đấy mình xong cái bước 3 rồi đúng không? Là tổng thu nhập khác nhá. Mình sẽ tính tổng thu nhập khác bằng bao nhiêu? Bằng này, lấy 200 cộng 278 nó sẽ ra là 478. Chưa? Đấy là xong cái bước tính thu nhập khác. Bước tiếp theo mình nói các bạn là gì? Xem trong thu nhập khác có thu nhập nào miễn thuế không, đúng không? Thì bước tiếp theo là gì chúng ta xem à? Thu nhập miễn thuế. Thu nhập miễn thuế nhá. Ta xem bài này có thu nhập nào miễn thuế không, đúng không? Thì như mình đã nói rồi, các bạn phải xem đây này. Thu nhập miễn thuế hay gặp là gì? Thu nhập từ dịch vụ nông nghiệp này, thu từ sản phẩm nông nghiệp này, thu từ nghiên cứu khoa học này, hoặc là bán từ sản phẩm công nghệ mới này, hoặc là gì thu từ liên doanh trong nước mà bên nhận góp vốn đã nộp thuế. Thế là gì? Ở đây có hai cái thu nhập khác, đây là thu nhập từ hoạt động liên doanh và thu nhập từ nhượng bán. Thì nhượng bán chắc chắn là không phải miễn thuế rồi. Còn hoạt động liên doanh này là gì? Nó sẽ được miễn thuế khi nào? Thì bạn xem này, miễn thuế trong trường hợp là gì? Thu nhập từ liên doanh mà bên nhận góp vốn đã nộp thuế nhập doanh nghiệp. Thế là người ta có nói gì không? Người ta nói là gì? Ở trong cái thu nhập khác các bạn thấy đây là thu nhập được chia từ thu nhập trước khi nộp thuế, tức là trước khi nộp thuế thì nó vẫn là không miễn thuế đúng không? Đây phải là thu nhập sau khi nộp thuế thì mới là được miễn thuế, còn là trước khi nộp thuế chúng ta không được miễn thuế nhá. Anh hiểu là như vậy thôi đúng không? Bây giờ miễn thuế đây không có, nó là không được chưa nào? Xong nó xác định xong rồi, đến bước 5 đúng không? Chúng ta tính ra thu nhập tính thuế, từ đó chúng ta tính ra thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Bây giờ dễ thôi đúng không? Ok, đến bước này chúng ta tính ra tóm lại này, cái thu nhập tính thuế chúng ta sẽ bao nhiêu đúng không? Thu nhập tính thuế thế bằng này, mình ghi lại công thức nhá. Đấy là doanh thu trừ đi phần gì, chi phí được trừ đúng không, thứ chi phí được trừ, sau đó cộng với thu nhập khác đúng không, cộng thu nhập khác và trừ đi thu nhập miễn thuế, trừ đi cả lỗ kết chuyển nữa đúng không. Đấy là công thức nhá. Thì bây giờ chúng ta thay số vào thôi, bằng này doanh thu trừ chi phí được trừ, mình bấm máy thôi nhá. Rồi, doanh thu của chúng ta là bao nhiêu thì chúng ta phải xem ở ngay đầu bài chúng ta tìm ra doanh thu rồi. Doanh thu đây các bạn có thể thấy đúng không? Doanh thu là 29.500. Ok, mình sẽ bấm máy này. Lấy 29.500 trừ đi cái phần chi phí được trừ đúng không? Chi phí được trừ đây mình đã tìm ra rồi. Đấy là gì? 22.950 đúng không? Vậy thì đấy sẽ là trừ đi 22.950. Xong. Đấy là cái thứ hai đúng không? Tiếp theo là gì? Cộng với cả thu nhập khác, đúng chưa? Thu nhập khác đây là 478. Mình cộng 478 nhá. Cộng 478. Được chưa? Trừ đi thu nhập miễn thuế và trừ lỗ kết chuyển thì bài này nó không có cả hai cái kia luôn đúng không, tức là trừ không và trừ không đấy, kiểu vẫn vậy đúng không, thì bằng sẽ là bao nhiêu? 7028 được chưa nào. Rồi 7028
Xong nhá, vậy đây là chính là thu nhập tính thuế của chúng ta. Vậy mình đã tính ra được cái thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp chưa? Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Phải nộp xem bằng cái gì? Xem bằng là thu nhập tính thuế nhân 20%, đấy chính là thuế xuất. Đúng không? Thì chúng ta sẽ bằng bao nhiêu? Đấy, nhân thôi. Cụ thể đây, đây chính là cái thu nhập tính thuế chúng ta. Ta lấy nó nhân 20%. Vậy là ra kết quả, đúng không? Vậy đây chính là thuế nhập doanh nghiệp phải nộp của người ta. 1.405,6, đúng không? Đơn vị là triệu đấy. 1.405,6. Vậy chưa nào? Xong nhá, đơn giản vậy thôi. Đây kết quả cuối cùng. Đấy như mình đã nói, đấy là cái bài số 17, là một cái bài đầu tiên cho nên nó khá đơn giản đúng không? Về các nghiệp vụ trong chi phí này nó cũng rất đơn giản. Đấy là gì? Khấu hao này, rồi chi cho trạm y tế này, tiền lương này, đấy, tiền thưởng này và thuế thu nhập cá nhân, mới vậy thôi. Đúng không? Các bạn có thể thấy là từ những bài sau ấy thì nó sẽ khó hơn đúng không? Nó sẽ liệt kê nhiều nghiệp vụ hơn. Các bạn thấy đúng không? Nghiệp vụ hơn, còn có cả lãi vay này, đúng không? Thì các nghiệp vụ mới hơn và khó hơn, đúng không nào? Thì nhá. Rồi, thì mình sẽ cố gắng chữa thêm cho các bạn nhiều bài nữa, được không? Thì về cơ bản là mình đã chữa xong các bạn bài 17 rồi, rất là dễ thôi đúng không nào? Đấy, thì video của mình hôm nay dừng lại tại đây thôi nhá. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo, mình sẽ cùng các bạn đi chữa những bài tiếp theo, được không? Và nếu các bạn có thắc mắc gì thì hãy để lại phần bình luận, mình sẽ đáp cho các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo, các bạn người. Bye.